Như vậy là tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Trận đấu so tài giữa FC T2 và FC Đam Mê chính thức được bắt đầu. Để cho quý vị các bạn tiện theo dõi, tôi xin công bố đội hình ra sân của hai đội. Trước tiên là các cầu thủ FC T2, cầu thủ vàng áo số 6 Trần Quốc Quân, màu số 10 Nguyễn Ngọc Hưng, số 19 Hoàng Thanh Phong, số 20 Nông Văn Biên, thủ môn, số 21 Mai Ngọc Kiên, số 93 Trương Ngọc Giang và số 95 Vũ Tuấn Thành. Ở bên kia chiến tuyến các cầu thủ FC Đam Mê có sự xuất hiện các cầu thủ mang áo số 8 Hoàng Văn Linh, số 10 Tiến Cùn, số 19 Lương Văn Cường, số 21 Lăng Văn Dũng, số 69 Chu Văn Trọng, số 91 Hứa Văn Bình, thủ môn, và số 93 Lương Văn Quyền. Cuối cùng trong trận đấu tiền ngày khai mạc. Cũng tại trận đấu trước đó tại sân 3, tại sân bóng đá cỏ nhân tạo T2 đã có một cơn mưa bàn thắng diễn ra với tổng cộng là 8 bàn thắng đã được hai đội ghi. Đó là trận đấu giữa FC Vân Thủy và FC Đoàn Kết. FC Đoàn Kết họ đã có chiến thắng ngọt ngào 6-2 trước đội bóng FC Vân Thủy. Rất cố gắng. Pha đi bóng vừa rồi là của Quốc Quân. Đánh đầu! Quá đáng tiếc trong tình huống vừa rồi. Có pha đánh đầu nguy hiểm đầu tiên là Ngọc Giang. Suýt chút nữa thôi thì T2 họ đã có được bàn thắng mở tỷ số. Tốt của Ngọc Giang, dứt điểm. Rồi vừa chúng ta cũng điểm là cầu thủ mang số 10 Ngọc Hưng. À, bóng dài xuống đáy biển rất chính xác của các cầu thủ T2 trong những phút vừa qua. Đó là Ngọc Giang.
quan trọng vừa rồi đã để hai cầu thủ của V2 áp sát. Không được rồi. Nguy hiểm. Quyết định dứt điểm ngay. Đó là cú dứt điểm của Tiến Cùn. Điểm táo bạo mà rất may là Nông Văn Biển đã có pha tập trung vào. Quá bất ngờ và đánh đầu của cầu thủ bên phía T2. Đó là pha ghi bàn của Thanh Phong. Đánh đầu khiến thủ thành bên phía Đam Mê là Văn Bình phải ngỡ ngàng đứng trợn trần. Rất nhanh chóng. Bàn thắng đầu tiên của các cầu thủ T2. Đánh đầu ngược rất đẹp mắt. Đó là Thanh Phong. Dứt điểm. Vẫn còn. Quốc Quân là người tung ra hai cú dứt điểm liên tiếp. Còn Tiến Cùn. Đường chuyền của Văn Dũng. Không được rồi. Bóng không đến được vị trí của Văn Trọng. Đá luôn được chuyển cho cầu thủ T2. Tuấn Thành. Không nhanh. Bà anh rất bình tĩnh. Suýt chút nữa thì đã có bàn thắng. Đó là pha dứt điểm của Văn Trọng. Bóng đã chạm người một cầu thủ T2 và đổi hướng. Dứt điểm. Dứt điểm của Văn Dũng. Nghỉ thế chính xác. Phút thi đấu đầu tiên đã rất hấp dẫn, báo hiệu cho một trận đấu tưng bừng. Trận đấu cặp đấu muộn nhất diễn ra trong ngày khai mạc ngày hôm nay. Văn Dũng bình tĩnh. Văn Phong. Thanh Phong. Mang áo số 19 có cái chân trái rất khó lường. Ngọc Hưng sẽ là cầu thủ thực hiện quả phạt góc cho cầu thủ T2. Bóng không qua được vị trí của Văn Quyên. Tiếp tục là một pha rất mạnh. Không có cầu thủ nào bên phía T2 có được tình huống bằng cắt. Ngọc Hưng có những pha đá góc lực rất căng vào phía bên trong. Hơi khó hiểu vừa rồi là của Ngọc Giang. Văn Dũng. Rất bình tĩnh. Tuấn Thành.
quyết định dứt điểm. Đó là cú dứt điểm của Ngọc Kiên. Rất căng. Tranh chấp nguy hiểm. Ngọc Giang và Văn Dũng. Làm dứt điểm từ xa của Văn Quyền. Văn Quyền và Văn Dũng đang là đôi cánh của Đam Mê. Đi bóng vào dứt điểm. Và quay lưng với thủ môn và quyết định dứt điểm là của cầu thủ mang áo số 69 Chu Văn Trọng. À, phối hợp nói là rất hay của các cầu thủ Đam Mê thì Tiến Cùn đã có đường chuyền cho Văn Trọng. Tuyệt vời. Là Văn Dũng. Thế trận bây giờ sẽ sôi nổi rất nhiều. Đây là một quyết định ngón bút chỉ của Văn Dũng. Nguy hiểm. 2-1 rồi. Quá nhanh. 2-1 rồi. Người yêu bạn là Tiến Cùn. Mà số 10 này đã có một pha kiến tạo và bây giờ anh đã có bàn thắng cho riêng mình. Quá nhanh chóng và trong vánh. Số đang tạm thời 2-1 cho các cầu thủ Đam Mê. Màn lộn ngược dòng rất kịch tính. Trận đã xoay chiều. Người nắm giữ phần thắng bây giờ không còn là các thủ T2 nữa. Bây giờ các thủ Đam Mê họ mới là người chiếm thế chủ động. Suýt chút nữa là có bàn thắng cơ hội. Má chặn người đến phía Đam Mê. Giang nhưng cầu thủ số 19 phía bên Đam Mê là Văn Cường đã đánh chặn tốt. Đi.
tốt của cầu thủ T2. Không có lỗi. Tiếp tục trận đấu. Hồng Giang, Bắc Bình Tinh rất hay. Căng ngang là quyết định căng ngang của Thanh Phong. Tổ hợp giữa Ngọc Giang, Thanh Phong khá tốt. Ngọc Giang đã thu hút tới hai cầu thủ bên phía Đam Mê. Đó là những cú đá phạt góc chất lượng. Chào vào rất căng, tầm thấp. Thứ hai, không thành công, đó là đường chuyền của Ngọc Kiên. Tiếp tục là một cú phạt góc. Xác định Ngọc Giang phạm lỗi với Văn Dũng. Còn nó được đánh đầu vừa rồi là của Tiến Cùn. Tuấn Thành không được rồi. Làm gì đây? Quyết định an toàn rồi là của Văn Linh. Rất quyết liệt ở khu vực tuyến giữa. Rất hay. Ngọc Kiên có vừa rồi đã có pha tranh chấp thái độ và phát xuống phần đáy biên. Tăng ngang cho đồng đội nhưng rất tiếc. Nó đã thuộc về kiểm soát của thủ thành Hứa Văn Bình. Đó là Quốc Quân. Ngọc Hưng, Tuấn Thành, dứt điểm. Điểm dứt điểm này có vẻ như là của cầu thủ mà số 10 Ngọc Hưng. Tiếc trong tình huống bóng vừa rồi, Văn Cường đã có pha xoay người dứt điểm nhưng đáng tiếc
là bàn thắng vẫn chưa tới. Chơi chắn bóng tốt của Tuấn Thành. Học Giản vẫn tới được chân của các cầu thủ T2. Có pha kéo người. Đang là người dẫn trước nên các cầu thủ đám về họ không cần phải vội trong những tình huống bóng như vậy. Cần chơi chậm lại để giảm hưng phấn của các cầu thủ T2. Tuấn Thành đường chuyền dài vẫn còn, dứt điểm vào. Bàn thắng Khâu Hòa đã tới. Đó là Ngọc Hưng. Đã bằng đội trưởng của cầu thủ T2 có pha lên tham gia tấn công hiệu quả. Hai đều. Nói rằng có pha rất đuổi cái khó là hơn cả phim Hollywood. Tiếp tục là Ngọc Hưng. Ngọc Hưng tiếp tục cắt ngang. Nỗ lực của Ngọc Hưng nhưng phía bên trong các đồng đội của anh lại phá bóng nguy hiểm. Chắn sẽ có một tình huống đá phạt. Phá bóng tương đối nguy hiểm của cầu thủ Tuấn Thành. Đó là quyết định hợp lý và cần thiết để ngăn chặn một pha tấn công của các cầu thủ Đam Mê. Khá chậm của Hoàng Phong. Văn Linh quyết định chơi bóng dài. Còn cận chân rồi là của Quốc Quân. Thay và thoát xuống. Đứng cả ngày đi mà tí nữa dài. Đi thôi trời. Và va chạm trận đấu tiếp tục. Ngọc Giang. Giang là một cầu thủ có những cú sút rất uy lực. Cầu thủ Đam Mê cần phải ngăn chặn cầu thủ mang áo số 93 bên phía T2. Pha tấn công nguy hiểm. Anh Phong. Tương đối cá nhân trong khi Ngọc Giang đang sinh bóng ở cánh đối diện. Hot, hot.
Còn phạt góc. Và không như vậy là tình huống phát bóng lên. Văn Dũng. Tiến Cun. Thắng ngang. Rất nguy hiểm. Phạt góc cho cầu thủ Đam Mê. Đang dần trôi về những phút cuối rồi. Cầu thủ Thầy Hải vẫn mệt mài tấn công. Lại là một cú dứt điểm nữa của Ngọc Hưng. Trời khá lép vế trước các thủ T2. Không có quá nhiều cơ hội nguy hiểm. Phong ơi, kéo sâu xuống nữa đi Phong ơi. Lại là quyết định bóng dài. Thủ thành Văn Bình rồi tập trung. Liên tiếp là những đường bóng dài nhồi vào khu vực 16m50. Rất hay, Tiến Cun. Bắt đồng đội trong tình huống vừa rồi. Ngọc Hưng. Bình tĩnh, đó là vì sao vì xử lý của Tuấn Thành. Ngọc Hưng. Ngọc Hưng. Cái gì đây? Cột dọc đã từ chối một bàn thắng của cầu thủ mang áo số 10. Và lắc bóng vào dứt điểm tốt của Ngọc Hưng. Bóng chân phải sau đó chuyển sang chân thuận dứt điểm. Đó là rất đẳng cấp của Ngọc Hưng. Chỉ tiếc là bàn thắng chưa đến mà thôi. Thủ thành Văn Bình lúc đó thì cũng đã chôn chân đứng nhìn rồi. Tắt tay cho anh Bồ. Tối nay X2 tài khoản. Bồ học. Sau những là trận hấp dẫn tại giải bóng đá thành phố Lạng Sơn và giải Cúp Haru 2022 thì chúng ta sẽ chuẩn bị đến với trận đấu căng thẳng tại vòng tứ kết World Cup 2022. Bồ với Ma Dốc. Anh em thi đấu. Cầu thủ anh em thi đấu dưỡng sức. Sau đó để về nghỉ ngơi xem những trận bóng đỉnh cao. Thành bóng đá lớn nhất hành tinh. Cầu thủ mà số 69 Chu Văn Trọng có dấu hiệu về đầu và không biết cầu thủ này có thể tiếp tục thi đấu hay không. Cầu thủ mà số 69 sẽ không thể tiếp tục thi đấu. Văn Trọng sẽ vẫn tiếp tục thi đấu. Dứt điểm. Rất kiên cường. Trận đấu
sẽ chỉ có 1 phút bù giờ mà thôi. Không còn có quá nhiều thời gian nữa rồi. Văn Trọng, Văn Dũng, nguy hiểm, 3-1, làm gì đây, dứt điểm ngay, không được, quá đáng tiếc trong tình huống vừa rồi là của Thanh Phong. Thanh Phong đã không thể chiến thắng được thủ thành Văn Bình. Tình huống 3-1 rất ngon ăn rồi. Bàn thắng vẫn đang ngoảnh mặt với các cầu thủ T2. Rất khao khát một cơ hội bàn thắng. Gỡ hòa vào. Và như vậy là Thanh Phong đã có bàn thắng thứ hai cho mình. Có vẻ như cầu thủ này thường không thích làm những việc dễ. Pha bóng 1-1 ngon ăn thì Thanh Phong lại bỏ qua, nhưng thay vào đó lại là có những bàn thắng rất đẹp. 3-2. Ba hai cho các thủ FC T2. Quá kịch tính. Xin bóng. Ngọc Hưng. Không như vậy là Ngọc Hưng đã chuyển sang thi đấu bên phía cánh phải. Trận đấu rất hấp dẫn dù mới chỉ là hiệp thi đấu đầu tiên mà thôi. Không còn nhiều thời gian nữa cho các thủ đá mềm. Điều họ cần làm là lấy lại bình tĩnh và thi đấu hiệu quả hơn trong hiệp 2. Đây là cơ hội của các thủ đam mê. Văn Dũng quyết định lừa bóng dứt điểm. Vẫn còn bóng chân trong chân các cầu thủ áo vàng. Quyết định đi bóng vào khu vực trung lộ rồi dứt điểm. Rất may là thủ môn của các cầu thủ FC T2 là Văn Biển đã chơi tập trung dù cầu thủ này đã bị che khuất tầm nhìn. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu giữa FC T2 và FC Đam Mê đã kết thúc. Tỷ số tạm thời là 3-2 nghiêng về các cầu thủ áo tím với các pha lập công của Ngọc Hưng và cú đúp của Thanh Phong. Còn ở phía bên kia chiến tuyến FC Đam Mê, họ có được hai pha lập công của Tiến Cun và Văn Trọng. Hiệp đấu diễn ra rất sôi động và chúng ta sẽ cùng tạm thời nghỉ ngơi trong ít phút trước khi bước sang hiệp đấu thứ hai.
thấu xương. Chợt nhận ra em đã đánh mất. Hiệp 2 của trận đấu giữa FC T2 và FC Đam Mê trong khuôn khổ giải bóng đá thành phố Lạng Sơn mở rộng Cúp Haru 2022 đã chính thức bắt đầu. Hôm nay chính là ngày thi đấu khai mạc lượt trận thi đấu đầu tiên. 6 trận đấu đã diễn ra đến thời điểm hiện tại. Bây giờ thì các cầu thủ của chúng ta, nhất là các cầu thủ FC Đam Mê, họ cần phải vùng lên để mau chóng tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa. Với thế trận cởi mở như trong hiệp 1 thì rất có thể trong hiệp 2 những bàn thắng sẽ tiếp tục đến. Trong hiệp thi đấu thứ hai, các cầu thủ Đam Mê sẽ bảo vệ khung thành bên tay trái màn ảnh của quý vị các bạn trong trang phục áo vàng quần vàng, còn phía bên tay phải trong trang phục áo tím trắng quần tím sẽ là khung thành của các cầu thủ FC T2. Cao Trần tiến gôn, dứt điểm, vẫn còn. Để kết thúc cuối cùng đó chính là Chu Văn Trọng. Đã tiếc trong tình huống đầu tiên thì Tiến Cùn đã không thể chiến thắng được Văn Biển. Rất bình tĩnh. Văn Cường xử lý hơi nguy hiểm. Văn Linh mở biển không thành công, nhưng sau đó thì Ngọc Hưng cũng đã không thể theo được tình huống bóng. Văn Trọng nguy hiểm, đó là tình huống mất bóng của Văn Dũng. Chạy chắn bóng tốt của Văn Dũng. Màn đối mặt của hai cầu thủ đều mang áo số 21, Văn Dũng và Ngọc Kiển. Đó là Văn Dũng rất bình tĩnh. Khuôn ngoài, đó là pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 93, Văn Quyển. Văn Biển vẫn chưa tập trung đến thời điểm hiện tại. Nguy hiểm. Phát bóng rất mạnh. Thì huống phạt góc cho cầu thủ T2. Thật may là Văn Biển đã tập trung trong tình huống bóng vừa rồi. Đánh đầu vào. Bàn thắng thứ tư đã đến với các thủ T2. Đấy, như cầu thủ ghi bàn là cầu thủ mang áo số 95, Tuấn Thành. Miệt mài đi tìm kiếm bàn thắng để gỡ hòa thì các cầu thủ Đam Mê họ đã sơ sẩy ở khâu phòng ngự. Dứt điểm này, dứt điểm vừa là của Văn Quyển.
Tuấn Thành. Thành là cầu thủ vừa ghi bàn cho các cầu thủ FC T2. Tuấn Thành trong hiệp 1 chơi vị trí trung vệ và không biết những pha cản phá. Phạt góc cho cầu thủ Đam Mê. Và đi bóng của Tiến Cùn vừa rồi đã không thể qua được vị trí của cầu thủ mang số áo 93 Văn Quyền. Khá chần chừ. Chính xác vừa rồi là của Văn Linh. Chụp vợ. Không, điều chuyển. Quyết định táo bảo dứt điểm của Ngọc Hưng. Ngọc Giang. Văn Trọng. Không thành công. Văn Quyền. Dứt điểm ngay. Rất may là Tuấn Thành đã chơi tập trung. Có dứt điểm từ xa. Vừa rồi của Văn Dũng cũng gây ít nhiều khó khăn cho thủ môn Văn Biển. Đáng tiếc khi không có cầu thủ nào để đón được tình huống bóng bật ra. Văn Dung. Văn Quyền. Văn Linh. Văn Dung. Thiên Cùn. Biên cho Văn Quyền. Và trồng biên. Không thành công. Khá vội. Lành của Quốc Quân. Không có tình huống chạm tay. Trọng tài đã xác định như vậy. Tiến Cùn. Vẫn là Tiến Cùn chọc khe. Văn Dũng. Rất bình tĩnh. Đang vác kéo áo. Và penalty. Chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng có vẻ như vậy là không phải là một tình huống penalty. Kéo người ở ngay sát khu vực vạch vôi, rất nguy hiểm. Chút chút nữa thôi thì đã có một tình huống đá phạt đền cho các cầu thủ Đam Mê. Họ ba cầu thủ họ Đam Mê họ đang đưa ra những chiến thuật cho tình huống đá phạt này. Liệu có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 hay không? Đó chính là Tiến Cùn.
Tiến Cùn Văn Dũng. Không được rồi. Cầu thủ Nam Mê có sự thay đổi cầu thủ. Văn Cường rời sân, thay thế cho anh nó là Đức Minh, cầu thủ ngoại bình duy nhất của FC Nam Mê. Bóng dài. Văn Quyền. Văn Trọng. Văn Dũng dứt điểm. Bóng dài đã được hai bên liên tục sử dụng trong những phút vừa qua. Làm tốt Văn Trọng. Là Văn Dũng. Cái chân phải rất khéo của Văn Dũng. Mở biên cho Văn Quyền nhưng pha đỡ bóng bước một lại không như ý. Thật hay. Căng ngang. Là pha căng ngang của Thanh Phong. Đi hơi dài. Dứt điểm ngay của Ngọc Hưng. Văn Linh. Văn Dũng. Văn Trọng. Không được rồi. Văn Dũng đừng truyền xuống đáy biển. Các cầu thủ Đam Mê có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ vào sân mang áo số 5 đó là Hoàng Văn Thành. Và cầu thủ mang áo số 93 Lương Văn Quyền rời sân. Chuyển hơi dài. Quan trọng. Quyết định phá bóng an toàn của Tuấn Thành. Tuấn Thành vẫn đang là chốt trận đáng tin cậy trước khung thành của thủ thành Văn Biên. Đức Mạnh. Đức Minh. Chân phải. Các cầu thủ Đam Mê. Tiến Cồn đã có tình huống kéo áo trong tình huống vừa rồi. Một thẻ vàng được rút ra. Đức Minh đang đứng trước bóng. Đức Minh và Văn Linh. Tình huống gì đây? Hơi khó hiểu cho tình huống bóng vừa rồi. Tình huống vật bóng nguy hiểm sau pha phối hợp đá phạt không thành công. Đức Minh, cầu thủ vừa mới được tung vào sân ít phút đã phải nhận một tấm thẻ vàng. Nếu để cho cầu thủ của T2 vượt qua trong tình huống vừa rồi thì rất có thể bàn thắng thứ 5 sẽ đến với các cầu thủ áo tím.
Quốc Quân đã có thể thi đấu trở lại. Dứt điểm. Làm gì đây? Rất hay. Bình tĩnh. Không phải làm tình huống mở biên mà tình huống dứt điểm và bàn thắng đã đến rồi. Bàn thắng thứ 5 đã tới và Thanh Phong cú hat-trick của cầu thủ mang áo số 19. Và đi bóng solo và dứt điểm chéo góc. Hạ gục thủ thành Văn Bình. 5-2. Rất hay, à, sự bình tĩnh. Còn Đức Minh. Nguy hiểm. Bây giờ sẽ là tình huống nguy hiểm tiếp theo của các cầu thủ T2. Ngọc Hưng. Bỏ góc cho các cầu thủ T2. Dù đã dẫn trước tới cách biệt 3 bàn nhưng các cầu thủ T2 vẫn không hề có mong muốn trời chậm lại. Có vào! Đức Minh đã tỏa sáng. Bàn thắng rút ngắn xuống tỷ số còn 3-5. Còn 2 bàn thắng nữa thôi. Ba phản công chớp nhoáng của các cầu thủ Đam Mê. Đức Minh, cầu thủ ngoại bình duy nhất của đội bóng áo vàng, đã nổ súng. Khoảng cách chỉ còn lại 2 bàn mà thôi. Các cầu thủ Đam Mê rất hưng phấn. Cầu thủ mới được tung vào sân là Văn Thành, đang thể hiện kỹ năng tố chất uyển chuyển. Sợ là cũng khó có thể dễ dàng lấy được bóng trong chân cầu thủ này. Đây chính là Văn Thành. Đây, Văn Thành. Dứt điểm. Điểm ở góc gần. Quốc Quân. Tiến Côn. Dứt điểm. Cơ hội đang đến ngay một điều với các cầu thủ Đam Mê. Các cầu thủ T2 có vẻ như họ đang thiếu đi sự tập trung sau khi có được bàn thắng 5-3. Thật hay, phải đỡ bóng Ngẫu Hứng. Vẫn còn trong cuộc. Quốc Quân vừa rồi đã có pha đội bóng rất ngẫu hứng ở khu vực khung thành của các cầu thủ Đam Mê. Nguy hiểm. Chân trái. Không tưởng. Cú sút ở góc rất đẹp của Ngọc Hưng. Rồi bàn thắng đã tới. Tình huống sai lầm đã đáng tiếc của các cầu thủ Đam Mê. Cách biệt 3 bàn lại được một lần nữa tái lập. Ngọc Hưng đã có cú đúp cho mình. Bắn xuống. Các cầu thủ Đam Mê họ muốn đá bài đường bóng căng ngang nhưng ở phía bên trong thì rất ít những cái bóng áo vàng xuất hiện trong khu vực vòng cấm. Mình rất hay, không hề có lỗi. Nhưng sau đó đã làm một pha bóng để chặn tay. Như vậy là ngoại
lại chờ trận đấu đầu tiên, trận đấu khai mạc hiệp 1. Xin lỗi, là trận đấu đầu tiên tại sân số 3. Thì hai trận đấu sau đó đều là những cơn mưa bàn thắng. Ngọc Hưng với cái chân rất tốt của mình. Vậy các cầu thủ FC T2 sẽ thay người. Văn Trọng. Cầu thủ mang áo số 95 Tuấn Thành sẽ được rút ra nghỉ và thay vào đó là cầu thủ mang áo số 12 Hoàng Văn Thắng. Hưng đã bị phạm lỗi. Với việc Tuấn Thành được rút ra thì thay thế cho vị trí của anh ở vị trí thấp nhất là Ngọc Kiên. Tiến Cùn, cầu thủ nhỏ con Văn Dũng sẽ là một tình huống xử lý quen thuộc, đẩy bóng vào khu vực trung lộ và dứt điểm hoặc mở biên cho đồng đội ở cánh đối diện. Văn Linh. Tiến Cùn, Văn Dung đánh gót rất hay, dứt điểm ngay. Quá hay. Vẻ như đó là pha ghi bàn của cầu thủ mang áo số 16 Đức Minh. Dứt điểm ở chân trái miễn chê. Cơn mưa bàn thắng đã được nổ ra. 4-6. Quá hay hấp dẫn trận đấu cho đến thời điểm hiện tại. Đam mê họ đang cho thấy mình xứng đáng với tên này. Họ chơi bóng bằng cả đam mê. Dù đã bị dẫn trước có lúc tới 3 bàn, nhưng các cầu thủ áo vàng họ vẫn không từ bỏ. Liệu rằng sẽ có điều kỳ diệu nào sau những nỗ lực của các cầu thủ đam mê hay không? Treo bóng. Văn Thành. Nữa. Trận đấu chỉ còn khoảng 6 phút thi đấu chính thức. 6 phút là vẫn đủ cho đam mê để họ tìm kiếm được hai bàn thắng nữa. Tiến Cùn rất hay. Bình và hợp không hiểu ý nhau. Mình giờ đã được đẩy lên chơi cao nhất trên hàng tấn công. Tiến Cùn. Dứt điểm ngay của Văn Linh. Vâng.
Mày có bên kia rồi. Nguy hiểm, rất nguy hiểm. Và đi bóng của Quốc Quân. Văn Dũng, Văn Trọng, Văn Thành. Chuyền bóng xuống đáy biên đã bị bắt bài của Văn Thành. Hồ Quỳnh vẫn đang chơi tập trung ở phía hành lang cánh trái. Tìm kiếm ít nhất cả hai bàn thắng nữa nhưng mà muốn hy vọng giữ được một điểm. Văn Dũng, đổi biến hay của trò Văn Thành. Đã chần chừ trong tình huống vừa rồi, phải như Văn Thành đã giật mình sau khi bị Đức Minh gọi xin bóng. Văn Thành, Văn Trọng. Đức Minh, mình đã chuyển sang thi đấu ở khu vực hành lang cánh trái. Văn Dũng được đẩy lên chơi cao hơn. Văn Thành định dứt điểm, bóng đi không chính xác của Văn Thành. Một, ba đánh một là đúng hơn. Đáng tiếc thì bóng chưa đến được vị trí của Ngọc Hưng, vẫn còn, vẫn là Ngọc Hưng. Tiến Cùn đã áp sát, rất bình tĩnh, nhưng đó là Văn Linh. Tiến Cùn, cáo chân của thủ Ngọc Hưng, Đức Minh. Tiến Cùn, vẫn còn. Quá đáng tiếc trong tình huống vừa rồi, không có đồng đội nào đã hỗ trợ Tiến Cùn ở khu vực trước khung thành của môn Văn Biên. Đức Minh, một tình huống cao chân. Phạm lỗi khá thô của Văn Thắng, nhưng thực ra đó là tình huống mà Đức Minh đã nhanh hơn. Chỗ bóng đang là Đức Minh và Văn Thành. Đức Minh bình mình đến Cồn. Là một cầu thủ nữa của FCT2 nằm sân, như cầu thủ này đã bị chuột rút. Tốc độ thi đấu rất cao,
trong những phút vừa qua thì tình trạng thể lực của một số cầu thủ không đảm bảo cũng là điều không thể tránh khỏi. Có vẻ như là Thanh Phong sẽ không thể tiếp tục thi đấu nữa. Văn Linh, Văn Thành rất khéo léo, một chuyền rất hay. Đáng tiếc là người đồng đội của Ngọc Hưng không thể có được pha chạm bóng tốt. Đúng như vậy, Ngọc Hưng sẽ Thanh Phong sẽ không thể tiếp tục thi đấu mà thay cho anh chó đó chính là Văn Lê. Trận đấu sẽ có 2 phút bù giờ, 2 phút cho những cố gắng cuối cùng của FC Đam Mê và cũng là những nỗ lực để bảo toàn chiến thắng cho FC T2. Ngang tài, ngang sức. Cứ điểm. Không có gì nguy hiểm. Tập trung. Nguy hiểm trong tình huống bóng vừa rồi. Tại một sân thi đấu mà theo như tôi đánh giá thì các cột đèn được sắp xếp khá thấp, gây ít nhiều ảnh hưởng cho các cầu thủ. Văn Trọng, Tiến Cùn, Tiến Cùn! Các cầu thủ Đam Mê rất khẩn trương đưa bóng vào cuộc, không muốn để lỡ một giây phút nào. Đức Minh độ. Như vậy là tiếng còi của chúng ta đã cất lên. Các cầu thủ đã cống hiến một trận đấu rất hay và mãn nhãn cho người hâm mộ một trận cầu tới 10 bàn thắng. Tuy nhiên các cầu thủ FC T2 là những người chiếm ưu thế hơn. Trận đấu kết thúc với tỷ số 6-4 nghiêng về FC T2. Và FC Đam Mê họ phải chấp nhận về sau. Và như vậy là buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa FC T2 và FC Đam Mê trong khuôn khổ giải bóng đá thành phố Lạng Sơn mở rộng Cúp Haru 2022 thì đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi tường thuật tiếp theo.